Rồi, hello anh em. Thì lại quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay mình đem đến cho anh em một chiếc xe nó giống như chiếc R1. Thấy không? Thấy không? Anh nhìn chiếc R1 ngày hoang khói nào qua đây nhìn. Giống rồi nha anh em. Đây là em R15M phiên bản mới nhất. Em này là 2023 nha anh em, đăng ký 2023 mới mua mấy tháng thôi. Đây là xe biển số Sài Gòn nha anh em. Biển số Sài Gòn, đăng ký biển số luôn là khoảng 90 mấy triệu. Nếu như mà anh em mua một chiếc xe mà không giấy tờ, anh em về anh em đóng thuế, anh em ra biển số là nó rơi đó vào khoảng 80 mấy triệu, 87, 88 triệu. Khi anh em ra biển số là 90 mấy triệu nha anh em. Đặc biệt là biển số Sài Gòn. Rồi em này là xe Sài Gòn. Rồi dĩ nhiên là xe mình sẽ có một cái clip đẹp cho anh em. Ok anh em. Rồi thì bây giờ quay tiếp là mình có chủ ý là mình có tháo ra sẵn cho anh em coi. Thì chiếc xe này rất là kỹ ha, chiếc xe này cực kỳ kỹ luôn. Thứ nhất là sổ bảo hành hãng, thứ hai là cái bill thay nhớt người ta vẫn còn giữ đầy đủ anh em. Bill thay nhớt bảo trì thì xe này là đi 4.000 cây là đúng 4 tờ. Có bảo trì bảo gì cái gì là người ta có lưu đây hết, giống như ô tô rồi đó anh em. Rồi ok ha, chất lượng thì khỏi phải bàn ha anh em ha. Chất lượng về chiếc xe này anh em khỏi phải bàn rồi. Về cái chất lượng hãng và bảo trì bảo dưỡng thì anh em khỏi phải lo, y như là mua ô tô. Rồi ok anh em. Cái tiếp theo là trên cái em R15M này thì có đồ chơi nè anh em, cặp tay. Cặp tay. Quay cặp tay cho anh em, quay trái quay phải cho anh em coi cho nó kỹ. Rồi quay bên đây rồi quay bên kia. Cặp tay zin vẫn còn nha anh em. Cặp tay zin còn. Rồi lên thêm cái này, cái áp nắp chụp này nữa nhìn cho nó chắc nè. CNC, cái nắp chụp vẫn còn luôn. Rồi lên thêm cái miếng này nè. Cái miếng này nè. Nắp chụp này nè cho đẹp nè. Đó. Em thấy chưa, coi kỹ nha, vẫn giờ vẫn còn đồ zin trong đây. Rồi lên thêm cái cặp này nữa nè, cặp này là cặp gù nè. Vẫn còn. Rồi em quay qua đây cho anh em coi cái te. Cái này gọi là cái te, đó, cặp te. Đó, rất là đẹp. R15M rất là đẹp ha. Nhìn rất là đã, rất là tuyệt vời. Nhôm đúc. Nhôm C hay đúc CNC hay là đúc gì đó. Đó rồi. Ok. Về xong về cái vấn đề là mình đã xong về vấn đề là đồ chơi, bảo trì bảo dưỡng, lịch sử rõ ràng ha. Về cái chất xe thì đương nhiên 4.000 cây thì nó rất mới. Mình có chủ ý mình mở ra cho anh em coi từng chi tiết bên trong nè. Những anh em ở xa hay ở đâu nè. Đó thì mọi thứ còn mới thôi. Xe mới mua mà. Đồ nghề còn đầy đủ nè anh em ha. Đây là cái vít nè. Cái vít từ cờ lê đồ nằm đâu đây nè. Đó anh em ha, đó, đó mình lắc gãy gãy cho anh em coi. Rất là đẹp, rất là mới. Và đây,
Đây là anh em có thể ngắm nhìn bên trong. Đó. Đây là nước mát ha. Đó. Nước mát thì nó phải nằm vậy mới đúng nha anh em. Anh em mà đổ đầy quá cũng không được nha, rửa rửa gì nè. Đó là đúng nha anh em nha. Cái này là bình nước phụ, còn nước chính là nằm trên đây nè anh em nè. Đó, bình nước chính là nằm đây. Đó thì bên trong mà chú ý mở ra sẵn, tại vì mình mới vệ sinh xong anh em. Xe nào mình về mình cũng vệ sinh sạch sẽ xong rồi mới đem đến cho anh em được. Đó là cái mình rất là kỹ tính. Nhiều khi xe hãng nó còn không sạch luôn á anh em. Người ta vận chuyển về người ta còn không có tháo ra, người ta rửa ráy rồi cho anh em nữa. Còn về cái độ mới thì anh em khỏi phải lo. Ốc tán còn 7 màu luôn. Ốc tán còn 7 màu, nói chung là như xe mới anh em. Cực kỳ mới, đây nè, ốc tán còn 7 màu. Đó. Ok chưa anh em? Rồi, cổ bô thì cái gì cũng mới rồi. Xe mình đảm bảo anh em cái xe coi cái gì cũng còn mới đó. Mình chuyên bán xe lướt mà, anh em đi quay cái vỏ nè. Mình quay chủ yếu là quay cho anh em coi cho nó kỹ thôi. Đó, cái vỏ nè, đó. Rồi em quay bên đây là xong rồi nè. Bên đây là ráp vô nè. Bên đây chưa ráp, cho anh em coi những cái khe mũ nè anh em. Sạch từng chi tiết rồi, em quay mấy cái khe nè đó. Thấy không, sạch từng chi tiết luôn, không bám bụi, không dơ luôn. Vệ sinh sạch sẽ cho anh em. Rồi, thì cái con xe này á, nó được cải tiến từ cái em R15V3. Là nó là R15M. Và R15M á, đây là cái nắp chụp zin vẫn còn nha anh em. Đây cái nắp chụp nè, đây quay đây. Cái này chụp lại cho sạch sẽ thôi nè. Đó, mở ra thì R15M nè, bây giờ mình chụp lại. Đó, nhiều anh em hỏi mở ra chụp lại. Đó, thì nó mới thì mình giữ lại, xe cực kỳ mới, cực kỳ can luôn. Nói chung là không có gì để chơi. Thì cái con R15M này á, những cái gì nó có, cái trang bị thêm những cái gì mà nó mắc. Tại bởi vì nó có ABS nè ha, ABS trước và sau. Rồi, ABS trước và sau, dàn áo mới, công nghệ mới, đèn mới. Đó. Rồi, đồng hồ mới. Đồng hồ mới luôn nè, đồng hồ mới. Quay anh em coi thực tế. Rồi, nó có kế chế độ chức năng kết nối với điện thoại nè. Đó. Đây, Yamaha. Wi-Fi, Bluetooth. Rồi, nữa là nó có wood ship. Trang bị đầy đủ công nghệ luôn anh em, rất là nhiều công nghệ, đầy đủ công nghệ wood ship. Rồi một cái nữa là cái gì, con này có một cái món đồ chơi rất là lạ, đó là cái chống chày. Thấy chưa, em thấy cái này chống chày vàng áo, khi mà anh em có quẹt bơ quẹt gì đó thì nó này nó che lại hết cho anh em. Nè ốc nè anh em, sáng trưng luôn. Giờ mình chỉ soi cái độ mới của xe thôi chứ bây giờ coi gì nữa anh em. Nè ốc nè tán sáng này, giống như mua xe mới luôn. Anh em nào mua xe mới thì liên hệ mình nha. Đó, con xe này thì rơi vào đâu đó 70 triệu thôi nha anh em. Đó, 70 triệu. Đó, anh em nào mà mua xe mới thì qua mình lo chân này. Thì bao gồm 70 triệu là bao gồm anh em muốn ủy quyền thì ủy quyền, tại xe em mua từ chủ. Còn anh em muốn thu hồi biển số, rút hồ sơ là bên mình bao hết cho anh em luôn nha anh em nha. Muốn bà thu hồi biển số rút hồ sơ là bên mình bao hết cho anh em luôn, anh em không có tốn chi phí nào nữa. Đó, còn anh em nào mà muốn giữ cái biển Sài Gòn là ủy quyền, còn những anh em ở tỉnh hay là những anh em ở quận khác á thì muốn làm thu hồi hay là cái gì đó thì mình sẽ làm hết cho anh em, nên anh em cứ yên tâm, không có tốn thêm chi phí nào nữa. Có tốn hay không á là anh đi tốn cái tiền cà vẹt thôi, cái tiền cà vẹt với lại cái biển số định danh mấy trăm ngàn thôi anh em, không có nhiều hết đó anh em, rất là dễ ha, rất là đơn giản. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nhờ một người, một máy sáo vô để ngồi trên con xe này thử, để cho anh em cứ quay bình thường đi, em cứ quay cho anh em coi mấy cái xe đây, để anh kêu bây giờ cứ quay từ từ cho anh em coi cho rõ. Bây vô ngồi trên xe cái bây, quay cho anh em coi rõ đó. Rồi, để 1m62 vô ngồi cho anh em dễ hình dung. Thì xe này cũng không có gì để nói, nó đẹp toàn bộ luôn. Đây là cái ben, mình phải bên xe lên nhìn cho nó đẹp anh em. Đó, bên xe mô tô bên lên cho nó đẹp là nó nhìn nó đó. Quên còn chân chống. Rồi em có thể quay cái dàn chân nè, hàng bi mình là 1m62 thôi anh em. Đó, ngồi rất là thoải mái, nên anh em 1m6 thì cũng có thể ok, 1m65, 1m7 rồi là ngồi đẹp, 1m75 ngồi cũng đẹp, tại cái xe nó rất là bự anh em. À, anh em có thể tham khảo ha. Rồi em có thể để gần chiếc CBR650R cho anh em coi cái kiểu mà nó bự như thế nào. Có ghen vào không? Em để gần đi. Dựng sát xuống, đẩy sát xuống cho anh em nhìn so sánh không. Anh em thấy không? 150 thôi mà dáng nó to anh em. Nó rất là to. Anh em thấy không? Hai chiếc thôi.
mỗi người một vẻ 10 phân vạn 10 luôn. Cái con này mà máy lớn thì nó nhìn cũng cực đẹp luôn ha anh em ha, nhìn đẹp. Rồi cho anh em đề nghe tiếng máy cái đi. Cũng xong hết, sắp xong hết clip rồi đó, thì chỉ có nhiêu đó thôi. Tại xe nó đẹp quá thì anh em nhìn vô anh em cũng biết rồi, khỏi cần đánh giá hay là gì hết, mình cũng quay từng cái chi tiết. Đó, anh em nào mà có ý định mua xe mới. Rồi, tắt máy. Anh em nào mà có ý định mua xe mới thì qua mình mua, thì nó rẻ hơn mấy chục triệu. Rồi thứ nhất là đồ chơi, đồ đầy đủ. Mà đặc biệt cái phiêu cái này xe người ta giống như rô đai sẵn cho mình rồi, bill bảo hành chính hãng, đồ đầy đủ luôn cho anh em. Nó tiết kiệm được tới gần 30 triệu rồi anh em. Thiệt sự tiết kiệm là gần 30 triệu luôn á anh em. Tiết kiệm gần 30 triệu, 30 triệu đó mình làm cái chuyện khác. Ví dụ mình đầu tư vô nó, ví dụ anh em mua xe này, anh em tiết kiệm được khoảng 28 triệu đi, ví dụ vậy. Thì mình đầu tư mình vô cái bô khoảng 4 triệu nữa, rồi mình vẫn còn 24 triệu mà mình vô cái trợ lực cho đồ riêu luôn 7 triệu nữa. Rồi vẫn còn tiền nó dư nhiều luôn anh em, mình vô đồ chơi mình dư nhiều luôn á. Thật sự là dư nhiều. Con xe này quá tuyệt vời, xe này là chủ xe cũng quá tuyệt vời luôn. Lịch sử lý lịch rõ ràng, xe mới thì không cần phải gì phải lo anh em. Giờ bây giờ hãng bảo hành, Minh bảo hành nữa anh em, 2-3 lớp bảo hành luôn, thì anh em còn cái gì mà lăn tăn nữa. Ở con này là dàn áo toàn bộ nó khác con R15 luôn nha. Chỉ cái khung sườn là nó giống thôi, phuộc là phuộc khác luôn. Phuộc này là người ta phích lại, nó không có dễ xì dầu giống như con R15 V3. Đó, phuộc khác, dàn áo khác. Bô thì có cơ bản là cái bô nó giống, nhưng mà cấu tạo kiểu là ngoại hình là nó khác luôn. Đó, giống cặp vỏ. Rồi, cặp mâm, cục sườn. Còn mọi thứ là khác nhiều, công nghệ ABS là khác luôn. Con này ABS luôn anh em, ABS wood ship. Kết nối lấy là điện thoại giống như con SH125 vậy đó em, kỳ kiểu gì đó. Nhưng mà SH này mới vậy đó. Rồi vàng ghi đông, đồng hồ, mọi thứ đều đẹp. Ok, chơi được. Anh mua về chơi đỡ lỗ, sau này bán lại đỡ lỗ nữa. Rồi sau này anh em muốn tập chơi rồi úp phân khối rồi úp CC lên là cứ liên hệ mình là ok hết. Đó, rồi anh em lưu ý nha, con này thì mình có hỗ trợ anh em là rút hồ sơ đồ này nọ là anh em không có tốn tiền gì nha. Hoặc là anh em muốn đi ủy quyền thì cái ủy quyền cho anh em là anh em không có tốn chi phí gì đâu nha anh em. Anh em chỉ đem xe về dọt thôi, không có tốn gì hết. Rồi, ok anh em ha, chúc anh em nhiều sức khỏe. Anh em nào có mua xe thì cứ ghé mình, địa chỉ ở shop mình đó là 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 nha anh em. Số điện thoại 0916640653. Và bên mình có thu mua tất cả mọi dòng xe, xe nhỏ, xe lớn, và có nhận giao lưu trao đổi. Ví dụ anh em đang đi R15, anh em muốn đổi qua xe này, bốn máy ví dụ người ta đi chán rồi, bây giờ đủ kinh tế rồi, bây giờ mình phát triển rồi, mình phải đi bốn máy thôi. Ok, hỗ trợ anh em đổi luôn, hỗ trợ anh em đổi luôn đó. Hỗ trợ anh em đổi luôn nên anh em cứ khỏi lăn tăn. Bên mình là rồi sao, ví dụ anh em đi xe nó hư cái này hư kia, hết này hết kia, bên mình hỗ trợ sửa chữa cho anh em, làm hết cho anh em, chi phí rất là rẻ. Và đặc biệt bên mình là không có bán phụ tùng và bên mình cũng không có bán nhớt, cho nên bên mình sẽ đưa ra một cái dòng nhớt nào phù hợp nhất cho anh em mà ngon nữa, chi phí hợp lý nữa anh em. Rồi ok anh em, vậy thôi ha, mình nói ít thì anh em cũng hiểu nhiều đúng không, mình nói nhiều thôi. Tại bây giờ xe nó đẹp quá, bây giờ nói cái gì nữa giờ anh em, tư vấn cũng tư vấn rồi. Bây giờ anh em hỏi xăng ha, xăng cộ con này thì cực kỳ ít hao luôn, nó bằng một cái con AB 150 thôi, khoảng 40 mấy cây cho một lít thôi. Đó, bốn mấy anh em mà biết chạy là khoảng 50 cây một lít luôn anh em. Đó, còn anh em mới tập chạy thì bốn mấy cây một lít, cực kỳ tiết kiệm. Mấy con xe này dành cho người mới chơi, bảo trì bảo dưỡng anh em khỏi cần lo, mình lo hết. Còn anh em không biết làm thì mình hướng dẫn anh em ở xa, mình hướng dẫn anh em làm từ A tới Z luôn, đơn giản, cực kỳ rẻ tiền. Lọc con này chỉ thay nhớt thì lọc thay nước mát chạy hết rồi xong, vỏ lủng rồi mà giá vỏ rồi sơn đứt thì thay sơn rồi, đơn giản thôi, y như xe ẹt. Rồi ok anh em, chúc anh em một ngày làm việc thiệt vui vẻ nha. Rồi anh em nhớ kỹ địa chỉ tôi nha, 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6. Rồi em ra em ly quay một cái toàn cho anh em thấy cái địa chỉ của mình, rồi mình anh rồi tắt luôn, tự em tắt clip luôn. Rồi anh mở cửa nè, rồi quay ra cho anh em mở ra. Đó, rồi anh em nha, nhớ địa chỉ của mình nha. Đó, địa chỉ số điện thoại đầy đủ anh em nào rảnh là tới cà phê cà pháo.